Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Aya Smith Song Kiêu. Mình là Hồng Tấn Công Speaking. Và trong kênh này mình sẽ chia sẻ với mọi người về phương pháp và tư duy để đạt điểm IELTS mơ ước nha. Alright, giới thiệu quảng cáo xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính này. Hôm nay thì đây là video đầu tiên trong series các video mà mình quyết định làm đồng hành cùng mọi người trong kỹ năng nghe và nói. Vì thế nếu mọi người muốn nghe tốt hơn và nói tự nhiên hơn thì nhớ xem hết video này nha. Ok, nghe thì là kỹ năng đầu vào, trong khi nói thì là kỹ năng đầu ra. Nghe thì có rất nhiều phương pháp nghe đúng không? Như mình đã chia sẻ trong một video về 4 phương pháp tự học nghe rồi. Chúng ta có thể nghe chủ động và học cách khai thác cái phần transcript ở phía dưới. Series video này được ra đời để mình sẽ đồng hành cùng với mọi người và cũng chia sẻ với mọi người cái cách mà mình đã học nghe như thế nào này. Sau đó mình phân tích transcript như thế nào và từ đó áp dụng vào việc nói được tự nhiên và trôi chảy hơn. Thì chúng ta, mỗi video này sẽ theo một cái format giống nhau nha. Đầu tiên, nghe trước này, nghe và các bạn sẽ làm bài tập. Sau đó, cái bước thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái phần transcript. Mình sẽ gạch chân ra những cái cụm từ, những cái câu hay mà chúng ta có tính ứng dụng vào trong phần speaking. Và bước thứ ba là khi mọi người sẽ trả bài cho mình, mọi người sẽ ứng dụng những câu đấy ở trong phần nói. Mình sẽ hỏi và mọi người sẽ trả lời mình nha. Alright, let's get started. Chủ đề đầu tiên trong video đầu tiên nó sẽ là giới thiệu về bản thân. Exercise 1. Questions 1 to 10. Choose answers such as name, nationality, specialty and address from letters A to D. My name is Mark Thompson. Oh, how do you spell your surname? Thompson, and my given name's spelt Mark. Where do you come from? Well, I live in France, but my nationality is British. What's your name? My name has a strange spelling. I'm called Carol Schmidt. That's spelt Schmidt. Oh. That's German, isn't it? Yes, my name is German, but I am American. Is that Carol with or without an E? Without. Carol. Where do you live? Quite close, on Green Road. We're neighbours. I live round the corner, on Main Street. So what do you do? I am studying International Finance. How about you? I'm studying biology. I hope to go on to do medicine if my exam results are good. Exercise 2. Questions 1 to 8. You'll hear a freshman introduce herself. Complete the notes below. Write numbers and or no more than 3 words for each answer. Hi everyone. My name is Lucy Smith. I'm 18 years old. My parents are Australian, but actually my nationality is German because I was born and raised there. I am from a really beautiful city called Munich, which is in the south of Germany. I am going to be studying modern languages. My major is Spanish and my minor is Italian because I love learning about new cultures. My hobbies are traveling and skiing. Exercise 3. Questions 1 to 12. Entertainment news. 3 Hollywood movie stars self-introductions. Complete the notes below. Kate Winslet. Katewinslet was born in the southwest of England in a small city called Reading. That's spelt Reading. She still lives in England and has a large house in the countryside just outside London. Her hobbies include painting. Mel Gibson.
Melgibson is thought by most people to be Australian, but in fact he was born in Peekskill. Peekskill, which is in America. He, however, moved to Australia when he was young, and he still lives there now, on a big farm with his many children. His biggest hobby is looking after his farm. Britney Spears, Britney Spears, was born in Kentwood, which is spelt Kentwood. That is in the south of the United States, and she still has a house there, although she actually lives now in California. Her favorite hobby is shopping. Exercise 2. Questions 1 to 10. Complete the table below using no more than 3 words for each answer. Hello, are you here to register? That's right. My name is Peter Smith, spelt PeterSmith. What's your date of birth? The 10th of the 10th, 1975. And your telephone number? My mobile number is 07770-296-479. And my home phone number is 01265-649-674. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích transcript nha mọi người. Bên phải mọi người sẽ thấy là đây là những bảng từ mới mình tổng hợp lại, còn bên trái chính là cái transcript mọi người vừa mới nghe đó. Ok, chúng ta sẽ phân tích một chút này. How do you spell your surname? Chúng ta có từ mới surname có nghĩa là họ, trong khi tên của mình sẽ là given name hoặc là first name. Okay. Thì câu hỏi muôn thuở cho mọi người đều biết là what's your name? Thì các bạn có thể trả lời là my name is, hoặc các bạn nói I am called, tức là tôi được gọi là my name is, but you can call me. Tức là một người có cái tên như thế nhưng cái biệt danh lại khác. Câu tiếp theo là bạn sẽ đánh vần surname của bạn như nào. My name is spelled, tức là tên của tôi được đánh vần là. Cái câu này thì nó sẽ rất phổ biến ở trong IELTS, bởi vì là IELTS yêu cầu các bạn là nghe và có thể viết lại những cái phần đánh vần đó. Thì mình sẽ phải học cách đánh vần rất là tốt để mình có thể nghe hiểu và cũng có thể viết được ra luôn. Tiếp theo mình sẽ có câu instrument. Where did you live? Yes. Go, where did you live? Bạn sống ở đâu? Thì mình có thể nói là I live on cái gì đó street in city. Nếu mà nói là đường thì mình sẽ dùng giới từ là on. Còn nếu mà nói là thành phố mình dùng giới từ là in ha mọi người. Như ở đây á, bạn ấy nói là quite close on Green Road, tức là on dùng với đường. Tiếp theo này có câu hỏi what did you do? Câu what did you do chính là tương ứng với cả cái câu là what is your job? What did you do không nghĩa là bạn làm gì nha, bạn đang làm gì nha, mà nó là công việc của bạn là gì, what's your job? Thì lúc này bạn ấy trả lời là I'm studying international finance, tức là bạn ấy là còn đang đi học. Thì mình có thêm một câu hỏi nữa là what is your major, tức là cái chuyên ngành của bạn là cái gì? Mình có thể trả lời này, I'm studying cái gì đó, my major is, hoặc là bạn có thể nói một cách này là cũng tự nhiên hơn này, I'm specialized in something, tức là mình chuyên ngành về cái gì, hoặc là my specialization is. Còn nếu nói về công việc, bạn có thể nói I'm working as a, hoặc là my job is, hoặc là my area of expertise is. Ví dụ my area of expertise is teaching, but my job is a teacher, I'm working as a teacher. Chúng ta không bao giờ nói là my job is a student nha. Bởi vì a student is not a job. You just say I'm studying. Rồi tiếp theo này, mình đi xuống phía dưới, cái đoạn hội thoại ở phía dưới mình cũng sẽ có một số câu khác cũng rất là hay ho nha. Rồi ở đây chúng ta có what's your nationality. Người ta sẽ hỏi là bạn đến từ đâu, cái quốc tịch của bạn là gì. What's your nationality sẽ tương đương với cả cái câu where are you from. Mình có thể nói I'm Vietnamese, I'm from Vietnam. Chúng ta không nói là I'm from Vietnamese nha, hoặc là I am Vietnamese, hoặc là I am from Vietnam. Một cái câu mình cũng rất hay sử dụng ở trong speaking IELTS,
I was born and raised in Vietnam. Tôi được sinh ra và được lớn lên ở Việt Nam. Có những người sinh ra và lớn lên ở hai chỗ khác nhau, nhưng mà thường phần lớn chúng ta là sinh ra và lớn lên ở cùng một chỗ, đúng không? Rồi, câu tiếp theo là hỏi về your city of birth. How's that spelled? Okay. What's your student number? Cái này cũng là về đánh vần và con số. Do you have an email address? Yes, you have an email address. Thì yes, it is. It's Kiều Hồng IELTS. Cái chữ A còng mình sẽ đọc là at Kiều Hồng IELTS at gmail.com. Một câu nữa, your telephone number please. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà mình đọc số điện thoại nha. Ví dụ số điện thoại của mình nó là 091 234 5678. Thì mình không nên đọc một mạch 091 34 5678 9. Mình không nên đọc một lượt như vậy. Mình nên chia thành 3 hoặc là 4 số mình đọc một lần. 091 234 5678. Như vậy người ta cho người ta dễ biết. Và khi đọc á, thì người nước ngoài khi mà có những cái chữ mà nó ở cạnh nhau và giống nhau thì họ sẽ đọc là double hoặc là triple. Ví dụ 2 số 3 sẽ đọc là double 3, 3 số 3 sẽ đọc là triple 3. Ví dụ mình có một cái số điện thoại như thế này. Ok, tối mọi người sẽ đọc như thế nào ha? Cái số 0 thì đọc là 0 hoặc là 0. Rồi, bây giờ là phần thực hành speaking nào. Mình sẽ hỏi, mọi người sẽ trả lời nha. Nhớ ứng dụng những mẫu câu chúng ta vừa mới học nhé. What's your name? How do you spell your surname? Where do you live? What do you do? If you're studying, then what's your major? Where are you from? Oh, and your telephone number, please. And what's your email address? Perfect. Thank you very much. Have a nice day. Wow, mọi người quá tuyệt vời luôn. Chúng ta đã hoàn thành bài tập đầu tiên của ngày hôm nay rồi. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo trong series của mình nha. And now chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye for now.